Văn Toàn khoe được Công Phượng tặng iPhone 12, lại đòi vợ bạn tặng thêm MacBook. Công Phượng chiều Văn Toàn đúng chuẩn bạn thân nhà người ta, bạn thích gì liền tặng thứ ấy. Tối ngày 4 tháng 12, tiền đạo Văn Toàn gây chú ý khi chia sẻ đôi điều tâm tình gửi tới Viên Minh, vợ Công Phượng sau đám cưới của cặp đôi. Anh chàng khen vợ bạn thông minh, xinh đẹp rồi gửi gắm nhờ Viên Minh chăm sóc bao bọc Công Phượng. Nghe tình bạn thương mến thương là thế mà mấy phút sau, dân mạng đã phì cười với màn đòi quà mang đậm phong cách Văn Toàn, thẳng thắn, công khai mà quà phải sang mới chịu. Phượng tặng tôi cái iPhone rồi, tôi giờ không thiếu gì nữa, thiếu mỗi cái MacBook. Bạn cứ tính thử xem. Văn Toàn tăng tên Viên Minh vào phần bình luận. Anh chàng đang nhắc đến chiếc iPhone 12 mới toanh mà Công Phượng dùng làm quà trả công bê cháp cho cậu bạn thân. Đáp lại câu đòi quà của Văn Toàn, bà xã Công Phượng đáp hài hước: MacBook tầm 50 củ, tôi tính xong rồi đó, bạn mua đi. Cô nàng còn kèm theo bức ảnh chụp câu nói của Văn Toàn khẳng định anh chàng đam cảm thấy thừa tiền. Bị bắt thóp, Toàn K-pop đành hạ bớt giá yêu cầu. Chỉ cần xin chiếc ốp điện thoại hình Fendi mắt vàng thời thượng thôi cũng được. Dù yêu sách với bạn thân là thế, nhưng khi có người bắt lỗi Công Phượng, Văn Toàn liền bảo vệ ngay và luôn. Chẳng hạn như khi trung vệ Bùi Tiến Dũng bình luận nhờ nhắn Viên Minh chữa cái tật ngủ ngáy như sấm của Công Phượng, Văn Toàn bênh bạn: anh có ngủ với nó đâu mà sợ. Hôm nay ngày 5 tháng 12, Văn Toàn và Công Phượng cùng Tiến Dũng sẽ hội ngộ trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam kéo dài từ 6 tháng 12 đến 28 tháng 12. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!